Dạ, em Hòa xin mến chào quý anh chị cùng quý nhà đầu tư nhé. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý anh chị chúng ta được một lô đất rẫy có tổng diện tích là 5,3 hecta. Trong sổ những quý anh chị, ngoài thực tế là được gần 7 hecta nha quý anh chị. Trên đất đã trồng được khoảng 3.000 cây cà phê, trong đó là có khoảng 2.000 cây cà phê thì độ khoảng năm thứ 7, còn 1.000 cây thì cà phê tơ độ khoảng năm thứ 3 nha quý anh chị. Trên đất là có nhà rẫy này, nhà tròi thôi quý anh chị nhé. Có hồ tưới với một chất đất đỏ ba gian, thế đất khá là bằng phẳng. Và địa chỉ của sản phẩm lô đất này thì thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nha quý anh chị. Thì bây giờ em Hòa sẽ công bố luôn cái mức giá bán nha quý anh chị. Cho tổng diện tích tài sản này là 2 tỷ 200 triệu, bao sang tên thuế phí cho quý anh chị chúng ta luôn nhé. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta theo chân em, em sẽ quay chi tiết về cái lô đất này cho quý anh chị chúng ta cùng xem ạ. Và đặc biệt nhất, lô đất của chúng ta, nếu quý anh chị chúng ta có thể mở rộng thêm được 10 hecta đất nữa nha quý anh chị, quý anh chị chúng ta mua hết cái khu vực này thì tổng cộng là được khoảng 17 hecta nha quý anh chị. Lô đất này là được 7 hecta này, còn cái lô giáp danh luôn quý anh chị nhé là được 10 hecta nữa. Lô đất đó thì có, nếu mà quý anh chị chúng ta mua chưa có sổ, quý anh chị chưa sổ là 200 một hecta, cũng là đất đỏ luôn. Còn nếu mà quý anh chị chúng ta mua mà gia chủ bao sổ là cộng thêm 40 triệu trên một hecta nữa là 240 triệu là gia chủ bao sổ cho quý anh chị. Nhưng mà cái lô đất đó thì gia chủ trồng một ít cao su với ít cà phê thôi, còn lại là đất trống với lại đang trồng chuối nhé quý anh chị. Thì bây giờ em Hòa sẽ quay gộp hai cái lô đất này để quý anh chị chúng ta cùng tham khảo trên một cái video nhé. Xin mời tất cả quý anh chị ạ. Và đây là cà phê nha quý anh chị, nó rơi vào khoảng 2.000 cây, 2.000 cây cà phê được khoảng năm thứ 7, nhưng mà gia chủ không có biết làm, cũng không có biết kỹ thuật nên là không có chăm sóc được. Đấy, cà phê thì cái này quý anh chị chúng ta mua về thì khả năng là phải ghép nhá quý anh chị. Còn cái dàn trái năm nay là coi như là bỏ nha quý anh chị này. Đó, đây là cà phê. Thì năm thứ 7 thì cũng còn gọi được là tơ đó quý anh chị. Đó, là khoảng 2.000 cây như thế này. Đấy, đó, một số cây thì nó cũng bị suy do là gia chủ không có chăm sóc được nha quý anh chị. Đó, và ở mé bên này là cà phê khoảng 1.000 cây là năm thứ 2, năm thứ 3 như thế này nha quý anh chị. Về chất đất thì phải nói là cực đẹp luôn quý anh chị nhé. Chất đất đỏ ba gian này. Đây, chất đất đỏ ba gian đây ạ. Đó, thế đất là cũng khá là bằng phẳng nha quý anh chị. Đất đai thì khá là bằng phẳng. Trên đất là có, đây quý anh chị này, có một cái căn tròi này, nhà chủ cũng đang ở đây nha quý anh chị. Và cũng có thêm một ít đất lúa nữa quý anh chị nhé. Và sẽ có ba cái hồ tưới, ba hồ tưới và tưới bằng máy nổ là chưa có điện nha quý anh chị. Đó, cái này quý anh chị chúng ta có thể lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời nha quý anh chị. Về cái vị trí và đường đi lối lại thì quý anh chị chúng ta di chuyển mất khoảng 3 cây số đường đất nha quý anh chị. Đường thì bán tải đi được nha quý anh chị, bán tải gầm cao thì đi được, còn gầm thấp thì không vào được nha quý anh chị. Đó, về cái mùa mưa thì nó cũng khá là khó đi đó quý anh chị. Nắng giáo giáo thì ô tô thì vào được tận nơi, còn mưa xuống một vài trận thì khả năng bán tải hai cầu thì mới đi được quý anh chị nhé. Còn khoảng 3 cây là ra đến đường tỉnh lộ này. Còn ra đến ở thị trấn Chư Bờ Rông là rơi vào khoảng 14 cây số. Còn đi về đến ở thành phố Pleiku thì nó rơi vào khoảng 40 đến 45 cây số nha quý anh chị. Đó, thì còn quý anh chị chúng ta di chuyển về đến con đường tỉnh lộ 675 thì nó rơi vào khoảng 10 cây số, và ra đến đường tỉnh lộ 6C là khoảng 3 cây số. Đó, là có hai con đường tỉnh lộ nha quý anh chị. Đây, ngoài ra thì cũng có thêm một ít điều. Đây là cái đám 5 hecta trong sổ này là trồng cà phê này. Đây còn một ít mì, và bên dưới này còn một ít đất lúa nữa nha quý anh chị. Đó, đây, đây hộ dân đang sinh sống ở đây nha quý anh chị. Là có cái căn nhà trò đây quý anh chị này. Đó, căn nhà trò ở đây. Đó, đây là có trồng mì nữa nha quý anh chị nhá. Còn dưới này là một ít đất lúa này. Bên góc này là có điều này, và
ba cái hồ nha quý anh chị, ba cái hồ. Đó, thì đây là toàn bộ lô đất 5 hect 3 trong sổ và thực tế là khoảng 7 hect. Thì lát nữa em sẽ có thể hiện trên phần màn hình phần lệch cam thì quý anh chị có thể nhìn rõ hơn về lô đất này. Đó, nói chung là thế đất rất là đẹp nha quý anh chị, thế đất bằng phẳng, cho đất đỏ ba gian này. Đây, dân cũng đang định cư sinh sống ở đây nha quý anh chị. Đây là cà phê tơ. Thì em sẽ lên em quay cái lô 10 hecta đất chưa có sổ. Đó, chưa có sổ. Em giáp danh luôn nha quý anh chị. Hiện tại đây em quay cái con đường đi. Đấy, em tranh thủ trời nắng ráo để đi quay cho quý anh chị chúng ta đây. Đang có hiện tượng mưa rồi. Nếu quý anh chị chúng ta mua hết cái khu vực này là 17 hecta nha quý chị, em xin nhắc lại 17 hecta là tổng hết. Với cái lô này là 5 hecta là đã có sổ ngoài thực tế, 7 hecta chủ đang bán là 2 tỷ 2. Còn cái lô 10 hecta ra cái người hàng xóm bên cạnh người ta cũng bán là, nếu mà quý anh chị chúng ta mua giấy viết tay không có sổ là 200 một hecta. Còn chủ mà bao sổ cho quý anh chị chúng ta thì cộng thêm 40 triệu thêm 1 hect là 240 triệu. Trên 1 hect là có sổ 10 hect. Đó, quý anh chị chúng ta muốn mua lô nào thì chúng ta đến xem và gặp trực tiếp gia chủ nhé. Mình sẽ quay cái con đường đi đây ạ. Cái cà phê thì nói chung là cũng không có được đẹp lắm nha quý anh chị. Đây, hiện tại trời đang mưa rồi nha quý anh chị. Nói chung diện tích rất là lớn, rất là lớn. Thì em họ sẽ ngắt từng đoạn video ra nha quý anh chị. Đây, giáp danh nhau nha quý anh chị. Đây là cái lô đất 10 hect. Ngày trước là có một căn nhà xây ở đây nha quý anh chị. Ta đang trồng cao su được khoảng 3 hect, đang trồng cao su 3 hect, đất đỏ là đang trồng cao su cũng khá là bằng phẳng như thế này. Trên đất là có một cái căn nhà từ ngày trước như thế này nha quý anh chị. Đây, đây là đám 10 hect là chưa có sổ, còn cái đám 7 hect đây, giáp danh đây quý anh chị nha. Ở đây là cái con đường đi vào đất này. Đấy, nó cũng là con đường đất nhưng mà có đoạn thì nó xấu, nó ổ gà, có đoạn thì cũng rất là bằng phẳng. Đây quý chị, đây cao su này quý chị này, cao su và mì nhá quý anh chị. Em xin lỗi, vừa nãy em có nói là cà phê nhưng mà đây là cao su và mì. Cái đất khá là bằng phẳng và đoạn dưới đuôi cuối lô đất, gần cuối lô đất sẽ có hồ và đoạn dưới đó là nó sẽ có đá nha quý anh chị. Sẽ có đá và gia chủ đang trồng chuối dưới đó quý anh chị nhé. Đây, đường đi vào đất đây quý anh chị này. Lô đất của chúng ta là thuộc huyện Trư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Theo cái con đường đất này, quý anh chị chúng ta di chuyển 3 km là ra đến đường tỉnh lộ, là ra đến đường nhựa, đường lớn nha quý anh chị. Còn tiếp nối là quý anh chị chúng ta ra đến ủy ban này. Ủy ban thì nó rơi vào khoảng tầm 6 cây nha quý anh chị, 6 cây. Ra đến thị trấn Trư Bờ Rông là rơi vào 14 cây. Ra đến thành phố là khoảng 40 đến 45 cây. Nói chung lô đất này quý anh chị chúng ta mua về là trồng sầu riêng là vô tư luôn này. Sầu riêng phục hồi cái cà phê này là rất là đẹp nè quý anh chị này, và trồng thêm nhá. Còn ranh giới là bắt đầu từ đây hắt qua là vườn cà phê, cũng khá là vuông vắn nha quý anh chị. Còn đây là vườn bên cạnh là trồng mì nha quý anh chị. Đó, và quý anh chị chúng ta có nhu cầu quan tâm đến lô đất này thì liên hệ cho em nhé, với số điện thoại em đã để trên màn hình. Kết bạn Zalo em gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị chúng ta cùng tham khảo và dẫn quý anh chị đến tận nơi xem thực tế.
Và em cũng xin phép kết thúc video của mình tại đây nhé. Xin cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi video của em ạ.